Mách bạn mẹo thái hành không bị chảy nước mắt. Hành là nguyên liệu không thể thiếu của rất nhiều món ăn, để làm thành những bữa cơm ngon miệng, hấp dẫn và thơm lừng, nhưng việc chế biến hành lại rất dễ khiến bạn chảy nước mắt. Bài viết dưới đây sẽ mách bạn mẹo thái hành không bị chảy nước mắt. 1. Cắt hành gần vòi nước nóng hoặc hơi nước. Làm như vậy để làm gì? Chính là để hơi nước từ nồi hoặc ấm đun nước hút và hòa tan hơi hành, giúp mắt bạn chịu ít ảnh hưởng của hơi hành bốc lên hơn. Đây cũng là một cách rất hay để giảm bớt tình trạng khóc lóc khi thái hành đấy. 2. Ướp lạnh hành trước khi cắt. Trước khi thái hành từ 10-15 phút, hãy cho hành vào ngăn đá tủ lạnh. Cách này sẽ làm giảm lượng enzyme axit tiết ra không khí mà không làm ảnh hưởng đến mùi vị của của hành. Lưu ý là bạn không nên để hành cạnh táo hoặc khoai tây, và không nên để quá lâu trong tủ lạnh lâu nhất là 20 phút, để tránh gây mùi nhé. 3. Ngâm hành trong nước trước khi cắt. Enzyme từ hành sẽ bị hòa tan trong môi trường nước, Tuy nhiên, cách này sẽ làm giảm bớt mùi vị của hành và khiến củ hành trơn hơn, nên sẽ rất khó cắt. Nếu không quá hứng thú với hương vị của hành thì bạn hãy thử cách này nhé. 4. Thái hành ở nơi thoáng gió Hãy lựa chọn những nơi gần quạt thông gió, máy hút mùi, quạt hoặc cửa sổ để thái hành. Cách này sẽ làm cho hơi hành bị thổi ra xa mắt bạn. Nhớ lưu ý hướng gió của các thiết bị kéo cách này sẽ phản tác dụng, đây nhé. 5. Thở bằng miệng và thấy lưỡi khi thái hành. Các khí tiết ra từ hành tây sẽ phản ứng với lượng nước trên lưỡi bạn. Do đó, thần kinh khứu giác ở gần tuyến lệ sẽ không bị kích thích làm cho bạn bị chảy nước mắt. Nhìn hơi buồn cười một chút nhưng sẽ tiết kiệm được vô số thời gian cho bạn đấy. 6. Ngậm một miếng bánh mì khi thái hành. Nhiều người cho rằng khi nhai, đặc biệt là nhai bánh mì sẽ tránh làm chảy nước mắt khi cắt hành. Bạn hãy nhai thật chậm, cho miếng bánh mì ra khỏi miệng một chút. Lúc đó miệng của bạn sẽ được thấm nước, mặc dù hơi khó chịu nhưng cách này sẽ giúp cho mắt bạn không bị cay. 7. Sử dụng dung dịch axit. Những dung dịch có tính axit hoặc tính ion có thể làm biến chất enzyme. Bạn có thể thoa giấm lên tấm thớt để axit trong giấm làm biến chất enzyme, hoặc ngâm hành trong nước muối để làm biến chất enzyme nhé. Tuy nhiên, nước muối có thể làm biến đổi mùi vị của hành, nên bạn cần cân nhắc trước khi sử dụng cách này. Trên đây mà một số mẹo giúp việc thái hành không bị chảy nước mắt cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé chúc các bạn vui vẻ hẹn gặp lại ở các video sau mến chào tạm biệt